mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ngọc Lan, một phụ nữ Hoa Kiều, sang Brazil lập nghiệp và đến bệnh viện làm nghĩa công. Sau 3 tháng thọ huấn, Lan được cử đến nhà xác lãnh công tác mà đa số đều sợ và không dám nhận. Lan vốn là đệ tử thuần thành của Phật, bất kể hoàn cảnh người chết ra sao, vô thừa giận, chết thảm, chết oan, chết bất ngờ, vân vân, đều được Lan chăm lo chu đáo. Cô vừa niệm Phật, vừa tắm rửa cho người mất, thay y phục, vân vân. Lan tình nguyện làm việc nghĩa này ròng rã bao năm dài. 10 năm trôi qua, sở làm chồng Lan bị đóng cửa, hai vợ chồng bèn dời đến đô thị tìm công việc mới. Hai vợ chồng bắt đầu buôn bán nhỏ. Không bao lâu thì họ gặp một người bạn thân có hảo ý mời họ làm đại lý cho một cửa hàng bán linh kiện máy vi tính ở Đài Loan. Thế là họ nhận lời. Họ chăm chỉ kinh doanh, công việc dần phát. Mấy năm sau thì họ trở thành tỷ phú. Vị đệ tử Phật này chẳng vì việc làm ăn phát như rồng gặp may mà quên đi bổn phận. Lan vẫn tiếp tục xuất tiền, xuất lực, cúng dường tam bảo, tự viện và đóng góp cho các nhà thương, bệnh nhân và các việc từ thiện trong xã hội. Do hai vợ chồng siêng năng tạo phúc tích đức nên con cái cũng đồng tâm hướng thiện giống cha mẹ. Chúng vừa có hiếu, vừa có tài. Sau khi các con họ tốt nghiệp đại học xong, không những họ có sự nghiệp thành đạt, cống hiến không nhỏ với đất nước, xã hội, mà còn tiếp nối chí nguyện từ thiện của cha mẹ, luôn biết tích đức, tạo phúc. Đọc đến đây, chúng ta có thể hiểu là nhân nào quả nấy, hành thiện gặp thiện báo, mọi sự là do ta gieo và tự gặt hái. Hy vọng mọi người đều hiểu rõ luật nhân quả, xiên tạo duyên lành, nhân lành, sự nghiệp lành, cầu mong ai cũng sáng tâm, huệ phát, tinh tấn dũng mãnh, giữ gìn thân khẩu ý, lèo lái bản thân đi trong con đường thiện để cuộc sống luôn được hạnh phúc.